Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với nhà cú, mình là Bảy Bình Bông. Trong phiên bản 2.6 này thì nhân vật duy nhất được sửa lại kỹ năng nguyên tố đó là Yamiko. Thay vì Yamiko giật sét lựa chọn ngẫu nhiên kẻ địch ấy, thì sau khi mà cập nhật thì giật sét nó sẽ ưu tiên chọn những kẻ địch ở gần nhất. Việc này đã tạo ra một số những cái điểm bất lợi khi mà chúng ta đi chiến đấu ở bên ngoài cũng như là trong cái bí cảnh. Dần dần thì những bài đăng về sự khó chịu này đã xuất hiện ở trên các diễn đàn, được rất nhiều những người chơi Genshin Impact hưởng ứng. Từ đó thì dẫn đến cái việc mà cách đây có vài phút thôi, tức là vào 10 giờ sáng ngày hôm nay á, Hojoverse đã đăng đàn chia sẻ và nhận lỗi về sự thiếu sót trong cái khâu chỉnh sửa, rồi là mây mây cũng như vân vân. Nói chung là đây là một tâm thư rất dài, và bạn nào muốn đọc cái tâm thư xin lỗi của Hojoverse thì mình sẽ để link ở dưới phần bình luận ghim dành cho các bạn. Kèm theo cái thời gian cập nhật xóa đi cái bản đã chỉnh sửa của Yamiko sẽ vào 4 giờ chiều ngày 6 tháng 4. Sau khi mà cập nhật thì tất cả những người chơi Genshin Impact trên level 5 thì đều sẽ nhận được cái phần quà nguyên thạch đền bù là 100 nguyên thạch. Nói chung là mấy ông nhà phát hành cứ phải sửa nhiều vào cho game nó có trải nghiệm ok một tí. Và mỗi lần sửa mấy ông cứ đáp 100 nguyên thạch như vậy thì bọn tôi đồng ý hết nhá. Trên đây là thông tin hot nhất có trong ngày hôm nay, và bầy tôi sẽ luôn cố gắng cập nhật và đưa đến cho các bạn những cái thông tin về Genshin Impact mới nhất và nhanh nhất. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì vui lòng để lại cho mình xin một like và kéo xuống một chút thôi, ấn thêm một nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo. Bye bye cả nhà.